4 có mức độ của các căn bệnh thoái hóa tay cột sống lưng. Thứ nhất là có mức độ 1 hay còn gọi là ở cái giai đoạn đầu á. Thì ở cái giai đoạn đầu này thì các cái triệu chứng của cái thoái hóa mà có cột sống lưng thường nó nhẹ và khó có nhận biết được. Và người bệnh cũng có thể là mình sẽ cảm thấy là mình đau lưng nhẹ, mình chỉ mỏi lưng. Sau khi mình làm việc nặng hoặc là mình ngồi lâu, các cái đĩa đệm nó bắt đầu nó bị gì? Nó bị mất nước và cái độ đàn hồi, nhưng mà nó vẫn có ở trong cái khả năng là nó chịu lực tốt. Ở trong cái giai đoạn này thì cái bệnh á, nó thường là nó sẽ không gây ra những cái khó khăn gì trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta và có thể được kiểm soát bằng cách là mình nghỉ ngơi, mình tập luyện nhẹ nhàng, mình điều chỉnh những cái thói quen sinh hoạt á không tốt. Và cái giai đoạn 2 thì như thế nào ạ? Được gọi là cái giai đoạn giữa. Các cái đĩa đệm này nó tiếp tục nó sẽ bị thoái hóa, nó giảm đi cái độ dày cũng như là nó mất các khả năng mà đàn hồi. Các cái gai xương nó bắt đầu là nó hình thành ra ở những cái đoạn này. Và người bệnh có cái cảm giác là mình cứng ở ngay cái vùng lưng này và vào buổi sáng, hoặc là mình khó khăn khi mà mình cúi mình gặp người á. Qua cái giai đoạn 3 hay còn gọi là cái giai đoạn mà nó đang tiến triển thì cái cơn đau lưng nó trở nên nghiêm trọng hơn và có thể là nó sẽ lan xuống ở ngay cái vùng hai cái hông của chúng ta và nó xuống dưới cái chân của chúng ta, do nó chèn ép các cái dây thần kinh và các cái đĩa đệm nó bị thoái hóa nặng. Các cái khoảng cách giữa các cái đốt sống nó bắt đầu là nó sẽ bị hẹp lại, thì người bệnh nó sẽ có cái cảm giác là mình bị tê bì, mình bị yếu cơ và cũng có thể là mình giảm cái khả năng mình vận động. Cái giai đoạn cuối hay còn gọi là cái giai đoạn 4 á, thì các cái triệu chứng đau và cứng nó diễn ra liên tục và nó khó chịu và các cái đĩa đệm nó gần như mất hoàn toàn các khả năng nó đàn hồi và các cái đốt sống nó có thể nó sẽ bị dính lại với nhau và người bệnh sẽ gặp khó khăn trong cái việc đi lại hoặc là thực hiện những cái hoạt động hàng ngày. Và nếu như mà mình có những cái dấu hiệu này thì chúng ta nên phải đi khám sớm từ những cái dấu hiệu ban đầu để được điều trị và giúp cho cột sống lưng của chúng ta nó được phục hồi và nó duy trì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta hơn, nó tránh những cái biến chứng nặng nề của cái thoái hóa đốt sống lưng.